Chào các bạn, ở trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về user model. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hết những cái con lặt vặt để chúng ta có thể đủ kiến thức để mà làm một cái project thực tế. Được chưa? Đó, thế nên là các bạn cứ xem những cái con lặt vặt này đi. Và sau đó đến cái project thực tế thì chúng ta sẽ ứng dụng nó để làm một cái website. Ok, thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái project mới, bởi vì là mình sẽ không sử dụng cái liên quan đến cái trước, cũng như là tạo cái project mới để các bạn hiểu rõ được từ đầu đến cuối. Chúng ta coi như là một lần ôn tập luôn. Mình sẽ tạo ra một cái project, đặt tên nó là login demo chẳng hạn. Chờ, tạo. Các bạn làm việc trên Linux Ubuntu thì cũng tạo tương tự như thế này. Được chưa? Đợi nó tạo đã. Rồi, mình đã tạo xong rồi. Thì các bạn thấy là ở trong cái login demo này nó đã tạo ra sẵn cho các bạn cái VNV này. Bây giờ các bạn bật terminal lên đây này, terminal đây này. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Hoặc các bạn nhìn cái đây này. Không, nhiều bạn bấm vào project này không phải nhá. Các bạn bấm vào đây này, chuột phải vào đây. Open terminal, đây nhá, bấm vào đây này, nhớ đấy. Rồi, bây giờ các bạn pip install django enter. Chờ nó sẽ cài cái Django phiên bản mới nhất cho các bạn. Và các bạn học những cái phiên bản sau thì cũng làm tương tự. Bởi vì là mỗi một cái phiên bản ra nó chỉ update và sửa một số cái lỗi nhỏ thôi. Chứ còn cái cơ bản, cái chính của nó thì sẽ không thay đổi. Được chưa? Đây, đợi nó tải về một chút. Ok, quá trình tải nó sẽ mất một chút thời gian. Và như vậy là mình vừa tải xong rồi đây. Nó báo success này và nó trở về cái terminal cho các bạn. Như vậy là đã cài xong. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng câu lệnh sau để mà tạo project, đó là đây, django chữ admin start project. Mình đặt tên của nó là một cái gọi là authent đi, authent có nghĩa là xác thực. Được chưa? Rồi. Mình đã tạo ra một cái project tên là authent ở đây. Mở ra này, nó các bạn nhìn chưa? File manager.py ở đây. Và ok, cái file này thì mình sẽ không nói nhiều, mình sẽ nói đến nó sau. Mà mình cũng nói rồi, nó dùng để chạy project. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái project mà có sử dụng cái user model để các bạn, mình sẽ nói cho các bạn hiểu rõ cái user model nó gồm những cái gì. Và chúng ta ở những video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để custom được cái user model, chúng ta tùy biến nó. Được chưa? Và bây giờ các bạn có thể truy cập vào phần admin này này. Thì ở trong cái phần admin này ấy, nó đã có cho các bạn là cái user model rồi. Và chúng ta sẽ bởi vì là user ở trong cái hệ thống mặc định của Django ấy, user nó là một cái user, một cái bảng user chung thôi. Nhưng mà nó có cái gì? Nhưng mà admin thì cũng là user và những người bình thường thì cũng là user và nó được phân quyền. Chúng ta sẽ có một cái biến để phân quyền. Và bây giờ cụ thể nó như thế nào ấy thì bây giờ mình sẽ làm cho các bạn thấy. Ví dụ như ở đây chúng ta có suộc admin này. Mình sẽ tạo ra thêm một cái app nữa, đó là dùng mình sẽ cd đến cái thư mục authent, được chưa? Đó, trong cái thư mục authent, cái thư mục mà có cái file manager.py này, mình sẽ dùng câu lệnh là python manager.py start app. Mình đặt tên nó là app, mình đặt tên nó là cái gì ta? Đặt tên nó là login app. Login đi. Enter. Rồi. Chúng ta có một biến tên là login. À, chúng ta có một cái app tên là login ở đây. Và ở trong cái app này, mình sẽ tạo ra một cái file tên là URL. Lý do mình tạo ra cái file URL này bởi vì là mỗi một cái app nó sẽ có những cái đường dẫn của riêng nó. Các bạn không thích thì các bạn có thể để nó ở bên bên ngoài này, nhưng mà chúng ta lên để ở trong đây để cho nó tổ chức một cách quy củ. URL.py. Và mình sẽ ra ngoài cái app authent này, copy nguyên cái nội dung ở đây. Paste vào trong đây. Được chưa? Mình sẽ sửa một chút là chúng ta sẽ không cần cái phần admin này. Xóa cái phần admin này đi. Và đây sẽ là một cái view đúng không? Ở đây thì mình sẽ cho nó cái đường dẫn không có gì đi. Đó. Đây tạm xóa nó đi. Được chưa? Và mình sẽ link cái đường dẫn
Ở đây mình sẽ thêm một cái path này, sược in include. Các bạn lên dùng pycharm nhá để mà nó có thể gợi ý, cũng như là mình sẽ xem code ở bên trong nó dễ dàng hơn, nhảy đi nhảy lại. Thấy chưa? Ví dụ nhảy này, đó thấy chưa? Mình có thể nhảy được như vậy bằng phím giữ phím Ctrl và click chuột trái vào. Và cái biến mà mình cần xem nó định nghĩa ở đâu. Nó rất là tiện. Path này. Không có gì này. Include login được chưa? Đây tên thư mục này. Và bên trong đây là có một cái đường dẫn, à, có một cái file là URL s được chưa, chúng ta chấm URL s đó được chưa. Ok, phải thêm phát ở cuối nữa cho nó chắc chắn rồi. Và bây giờ thì ở trong cái file URL s này mình sẽ tạo ra một cái view mà bay trên class. Chúng ta sử dụng class bay view được chưa, thì mình sẽ from degen go chờ chấm view import vào cái view đó. Mình định nghĩa là một cái class ở đây, tên nó là index, index class đi, ví dụ thế. Nó kế thừa từ view, và ở trong đây thì sẽ có một cái hàm gọi là hàm hàm get. Hàm này thì truyền vào cái gì, request. Và trong cái hàm này đơn giản là return về một cái đoạn mã HTML thôi, mình sẽ import vào HTTP/JSON. Được chưa? Ở đây có cái HTTP/JSON này. Các bạn ý là mình gõ rất là nhanh nhá. Đây là một cái thẻ H1. H1. Bên trong là xin. Xin chào. Đó, đơn giản đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ, các bạn lưu ý là có một cái đường gạch chân nhỏ nhỏ đúng không? Như vậy là nó bảo là cần phải click cách hướng hai khoảng trắng. Như vậy là cái coding convention của chúng ta nó sẽ đẹp hơn, kiểu như là cái phong cách code cái như vậy nó sẽ, chúng ta sẽ dễ nhìn hơn đúng không? Đó, các bạn có thể thấy. Được chưa? Và bây giờ thì cái index class này này mình sẽ sang file này, mình sẽ cho nó một cái gọi là from import vào đã. Chấm chấm view import vào cái gì? Import vào cái index class. Được chưa? Ở đây thì mình sẽ có là index index class chấm view. Chờ đây là một cái hàm. Mình đặt tên cho nó lên bằng bằng index. Nó đặt tên để sau này chúng ta có thể dễ gọi lại thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ run server Python manager run server. Được chưa? Đó, và mình sẽ chạy cái project của mình lên, nó đã xin chào rồi. Cái này là các bạn phải làm thành thạo nhá. Đến đây là phải làm thành thạo. Và bây giờ ấy, mình sẽ import vào một chút ở cái view. View này. From design go.contrib.outhand.view. Model import vào user. Được chưa? Mình ấn giữ phím Ctrl và phím click chuột. Đó, ở đây các bạn nhìn thấy nó ra cái class user đúng không? Class user thì được kế thừa từ một cái abstract user, có nghĩa là một cái class khác tên là user. Và bây giờ chúng ta lại Ctrl click chuột vào để tìm hiểu nó có cái gì. Đó, ở trong đây nó lại chứa một cái abstract base class user. Được chưa? Và ở trong đây nó sẽ có một số thứ linh tinh, ví dụ như là cái class abstract user này này. Nó có username validate. Như vậy là nó có một cái username. Cái này chúng ta chưa cần quan tâm vội. Chúng ta xem nó có cái gì đã, và mình sẽ giải thích cho các bạn tận sâu trong đấy nó là cái gì sau. Bởi vì là mình chỉ muốn giải thích cho các bạn về cái user nó có cái gì đã. Thứ nhất là có username. Nó là kiểu model nha, mình đã hướng dẫn cho các bạn nó model tra field này. Được chưa? Thì nó là cái kiểu gọi là kiểu tra, được chưa? Và đây thì nó đã có một cái tên là username đúng không? Độ dài tối đa của nó là 150 ký tự, và nó phải là ăn ý que này. Đó có nghĩa là nó là độc nhất, một cái database chỉ có một cái user thôi. Một cái database thì chỉ có một cái user thôi, không được trùng lặp nhá. Ví dụ một cái database này, một cái database nhá, thì các bạn một cái database, một cái bảng user ấy thì chỉ có username thôi, giống như kiểu địa chỉ email của các bạn là duy nhất ấy. Đó.
và một số những cái head tag này đó. Thì chợ đây head tag này để mà in ra khi mà người ta biết là cái user này nó bắt buộc phải là 150 ký tự và hoặc là có không được bao gồm những cái chỉ có nhìn này các bạn nhìn này nó chỉ có chữ này số và những cái ký tự này thôi kiểu thế đó. Ok, còn những cái error message các kiểu validate này này, validate thì nó lại các bạn nhìn nhá, validator này nó gọi cái username validator này đó, username validator nó làm một cái hàm để mà nó validate dữ liệu. Validate là sao, ví dụ như là những cái user này nó chỉ có những ký tự như này thôi mà các bạn người ta dùng người ta cố tình nhập sai vào thì nó phải validate, thì đây chính là cái quá trình validate dữ liệu thì ở đây mình sẽ nói sau. Để chờ những cái này nó phức tạp và mình đi sâu vào bây giờ thì các bạn sẽ bị sốc. Thông báo lỗi này các kiểu, hay là các trường first name, trường last name, trường email nó cũng tương tự như vậy, độ dài tối đa là 30 ký tự này và length bằng true này đó. Is sếp có nghĩa là ở đây, có nghĩa là is staff có nghĩa là có phải là nhân viên hay không, còn is admin hay is active thì các bạn đọc tiếng Anh các bạn cũng thấy rồi, ví dụ như là cái user đấy nó là nhân viên chẳng hạn thì cái trường này nó bằng bằng true chẳng hạn, và default thì nó bằng phone chẳng hạn, kiểu như vậy thì do chúng ta quy định thôi và các bạn có thể thay đổi nó khi mà các bạn can thiệp sâu vào trong hệ thống. Ok, có email field này, email này, user field. Ok, đây là một số trường và cái class meta, và cái class meta của chúng ta để định nghĩa một số thứ nhỏ hơn, ví dụ như là username nó đặt cái tên này thôi để mà khi mà các bạn cái này để chúng ta có thể đọc được chưa, cái này đây là số ít này các bạn nhìn chưa, đây là số nhiều thêm s thấy chưa, để đọc được thôi. Và nó có một cái trường là abstract class bằng true, có nghĩa là cái này là một lớp ảo, chúng ta có thể nó là một abstract class, là một lớp ảo, là một cái lớp mà chưa đầy đủ chúng ta có thể kế thừa và định nghĩa thêm được chưa. Thì cái class meta này để định nghĩa một số thứ như vậy, kiểu kiểu như vậy, hoặc là chúng ta có thể định nghĩa cái tên của cái database mà chúng ta muốn là nó, ví dụ như các bạn không phải, nó sẽ mặc định tự tạo cho các bạn một cái bảng user ở trong database và chúng ta có thể không cần, chúng ta có thể định nghĩa lại nó bằng một cái bảng tên là user một chẳng hạn, kiểu như vậy. Thì chúng ta sẽ định nghĩa trong cái trường meta này, và ở trong cái có một hàm là client này để mà chúng ta có thể nó sẽ gọi super là lớp cha chấm clean clean để mà giống như kiểu là dữ liệu của các bạn này người ta nhập vớ va vẩn này nó sẽ phải được làm sạch đi được chưa, thì nó sẽ gọi cái hàm này và các bạn có thể click vào vào đây để mà tìm hiểu cái hàm này nó sẽ làm cái gì được chưa. Click nó có rất là nhiều hàm đó, có một hàm get full name này để mà chúng ta lấy về full name là first name cộng với last name, các bạn nhìn thấy gì chưa, đó là lối chuỗi này đó. Và full name chấm strip có nghĩa là loại bỏ dấu cách đi thôi, loại bỏ dấu cách hai đầu, nếu mà chúng ta cách ở đây thì nó sẽ loại bỏ dấu cách hai đầu. Nhưng mà đây nó không cho, không 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 cho chúng ta chỉnh sửa trong cái này nhá, đó các bạn nếu muốn chỉnh sửa thì vẫn được nhưng mà chúng ta không lên, nếu ban nãy mình cố tình gõ dấu cách vào đây nhưng mà nó báo thông báo như vậy để chúng ta không sửa những cái thư viện của nó. Get short name thì nó chỉ lấy về first name thôi, hay là chúng ta email user này thì nó sẽ làm gì, thì nó sẽ send một cái email với cái user này và chúng ta cần phải cấu hình máy chủ mail các kiểu, thì cái này nó hơi phức tạp một chút thì mình sẽ nói sau được chưa. Thì đó là cái class user, abstract user. Ok, thì ở trong cái video này mình muốn giới thiệu cho các bạn user nó gồm những cái đó và chúng ta sẽ có thể tạo ra một user bằng cái việc đó như sau. Python này manager.py create super user enter. Mình viết thử super user. Nó bảo là không có cái table là auth user. Được chưa? Thì chúng ta phải dùng câu lệnh Python manager make migration. Migration thêm s chợ, không cần make migration thì chúng ta dùng câu lệnh là migrate migration migration chợ. Ok, sau đó chúng ta dùng câu lệnh là
Python Manager Create Super User. Ở đây mình rõ tên là Sơn Nguyễn, mật khẩu email là ở gmail.com. Mật khẩu password này, password của mình nhá, nó không hiện. Nhiều bạn hỏi mình tại sao chỗ này nó không hiện. Mặc định nó không hiện, các bạn cứ gõ đi, ấn enter, đó, nhập lại. Ok, mình đã tạo thành công và bây giờ mình run lại server. Python Manager run server, mở lên. Các bạn xuống admin. Được chưa? Đây là Sơn Nguyễn. Mật khẩu là mật khẩu của mình. Đó, không lưu. Thì các bạn có thể thấy là chúng ta đã có một cái bảng user này. Đây là những cái thông tin này nó hiển thị thôi nhá, các bạn có thể xem. Đó, đây là những cái trường của user và chúng ta có thể phân quyền. Có rất là nhiều thứ. Cái user này rất là quan trọng trong cái việc đăng nhập cũng như là hệ thống xác thực người dùng. Thế là ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn custom và sử dụng nó như thế nào. Ok, cảm ơn các bạn.